Thưa quý vị, chiều tối nay tại khu đô thị Nam A, đường Mạc Đĩnh Chi, khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP với đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Đến dự khai mạc hội chợ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2023. Hội chợ có sự tham gia của gần 400 gian hàng đến từ các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có khoảng 100 gian hàng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ, miền Trung Tây Nguyên. Khu vực phía Bắc tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản đặc trưng chủ lực, sản phẩm OCOP của các vùng miền trong cả nước và khoảng 300 gian hàng của trên 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh. Em đến hội chợ đây em đem rất là nhiều sản phẩm. Em thứ nhất là sản phẩm cơm cháy, rồi sản phẩm là khô heo, da heo và khô gà và mật ong lá cao su. Em mong muốn đem cái sản phẩm này đến với Sóc Trăng. Em chia sẻ những cái sản phẩm mà từ Đồng Nai của bên em là em muốn mở rộng cái thị trường ở Sóc Trăng và đem mong muốn của em là phát triển và có kênh và có đại lý. Và trong cái chuyến tham gia cái hội chợ này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là các cơ sở sẽ có những cái cơ hội để mà mở rộng thị trường ở khu vực miền Tây, đặc biệt là ở tỉnh Sóc Trăng. Thì phải nói là cái việc tham gia này thì cũng là một cái dịp để các cái cơ sở ở Đồng Nai nhìn nhận lại cái sản phẩm của mình, đánh giá lại cái tiềm năng của trường để từ đó mà điều chỉnh trong cái quá trình mà phát triển cái sản phẩm nó phù hợp hơn với thị trường để mà có thể tự tin là phát triển thị trường ở khu vực miền Tây Nam Bộ trong cái thời gian tới. Tham gia trưng bày tại hội chợ chủ yếu là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản đặc trưng, thế mạnh của các vùng miền trên cả nước. Trong đó có nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị nội thất, ẩm thực, giống cây trồng, thời trang, may mặc, làng nghề, hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử, viễn thông, máy móc nông nghiệp, các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học, thực phẩm chế biến. Đặc biệt, hội chợ năm nay còn giới thiệu một số mô hình sản xuất có hiệu quả của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng như mô hình tôm lúa, mô hình nuôi tôm công nghệ cao, cây ăn trái đặc sản, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của địa phương. Đến với hội chợ này thì chúng tôi đem đến các sản phẩm như mật ong gừng của Sóc Trăng, nghệ viên vàng, nghệ viên đen được pha chế với mật ong để dùng trị đau bao tử. Thì chúng tôi mong muốn là đến với hội chợ lễ hội lớn của tỉnh Sóc Trăng năm nay thì sẽ được kết nối với các hệ thống siêu thị, các nhà phân phối lớn để giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi đến tay người tiêu dùng. Đến với hội chợ lần này thì công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Quốc Tín có đem theo 4 sản phẩm chủ lực, đó là yến thô, yến tinh chế, yến đông trùng hạ thảo và yến lá dứa. Chủ yếu là giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng cũng như là tìm được nhà phân phối để phân phối yến trong thời gian tới. Hội chợ xúc tiến thương mại còn là dịp để tăng cường sự liên kết của vùng đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh, thành phố trên cả nước, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng đặc sản, sản phẩm du lịch, nhất là để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có thể liên kết trong sản xuất, tạo chuỗi cung ứng sâu rộng, đưa sản phẩm hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng. Thông qua hội chợ này thì giúp cho tỉnh Sóc Trăng cũng như các cái tỉnh thành trong cả nước có cơ hội là hợp tác về thương mại, đầu tư và các cái hoạt động xúc tiến, đặc biệt là giúp cho các cái doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh Sóc Trăng và các cái tỉnh thành trong cả nước có cơ hội được quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối với các cái hệ thống phân phối, đưa sản phẩm của mình vào các cái doanh nghiệp cũng như hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Đặc biệt là thông qua các cái hội chợ này sẽ giúp cho thực hiện tốt cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần làm tăng cái tổng cái doanh thu dịch vụ và tiêu dùng xã hội trong tỉnh. Sau lễ khai mạc hàng đêm tại sân khấu hội chợ, khu đô thị Nam A có tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của các ca sĩ, nghệ sĩ danh hài nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chương trình game show, thi hát karaoke, đờca tài tử. khu tiểu cảnh với sắc màu rực rỡ để phục vụ khách đến tham quan và mua sắm. Thông qua các hoạt động hội chợ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không chỉ thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, phát triển thương mại dịch vụ mà còn có sự giao lưu văn hóa vùng miền, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết các dân tộc tại địa phương. Trước khi diễn ra lễ khai mạc hội chợ, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã đến tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, cũng như tham quan các gian hàng đến từ các địa phương vùng miền trong cả nước.